Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng chưa? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin rằng là đức tin đến bởi sự nghe. Amen. Khi chúng ta nghe, chúng ta phải tin. Và tin nghĩa là gì ạ? Tin để hành động. Amen. Amen. Đức tin nó hành động thì tin chết. Tin chết. Mà hành động thì làm việc. Và phép lạ xảy ra. Phải không ạ? Bởi vì khi chúng ta hành động thì Chúa sẽ làm phép lạ. Amen. Và phép lạ xảy ra là giải quyết mọi nan đề trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta luôn luôn nhớ rằng khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời và lời Chúa đem đến đức tin cho mình và đức tin thì Chúa sẽ làm nhiều phép lạ lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Ở nơi Ngài đang ở đây với chúng con và Ngài là giáo sư của chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Con cầm lời của Chúa qua môi miệng của con và đạo đức của Chúa cầm lời của Ngài để rồi ai nấy có thể có đức tin và sống theo đức tin của mình. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con thật sự có đức tin đời đời của Đức Chúa Trời trong cuộc sống này. Chúng con xin nhân thì giờ trọng thể này cũng thay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng hôm nay thì chúng ta cũng mở Ê-phê-sô đoạn 5. Đây là bài mà chúng ta học rất nhiều rồi, nó cũ rồi không ạ? Nhưng mà sáng nay thì chúng nó là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Amen. Amen. Từ câu 21 đến câu số 33 nha. Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế. Ấy các người vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, thì chồng là đầu vợ như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài. Chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể, như hội thánh tùng phục Chúa Cứu Thế thì người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc. Amen. Amen. Chúng ta biết được hôn nhân là Đức Chúa Trời đã thiết lập. Amen. Amen. Ngài dựng nên người nam người nữ và Ngài thiết lập hôn nhân. Và chúng ta nhớ rằng là Chúa dựng nên người nam trước, rồi sau đó thì Chúa mới rút xương sườn của người nam để tạo dựng nên một người nữ và thiết lập hôn nhân để cho họ hợp pháp, sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dậy đất. Amen. Amen. Và Chúa có thấy Giêsu chúng ta khi đến thì Ngài cũng nói rất là rõ ràng, từ ban đầu Đức Chúa Trời lập người nam người nữ và Ngài đã thiết lập hôn nhân cho họ. Amen. Amen. Chỉ có hai người mà thôi, không cho phép ly dị mà. Amen. Những người mà Đức Chúa Trời đã có hiệp thị không được ai phân rẽ ra. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Chúa muốn nói cho chúng ta rằng hãy thuận phục Chúa và kính sợ hãy thuận phục nhau và kính sợ Chúa Cứu Thế. Vợ chồng hãy phục vụ với nhau và kính sợ Chúa Cứu Thế. Vì chúng ta kính sợ Chúa nên chúng ta phải tùng phục lẫn nhau. Amen. Được không ạ? Và Ngài nói như thế này: ở người là vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Cứu Thế là đầu hậu thánh. Hậu thánh là thân thể Ngài, chính Ngài đấng cứu thế của thân thể. Như hội thánh tùng phục Chúa Cứu Thế thì người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc. Ở những người làm vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa. Ở những người làm vợ chúng ta sẵn sàng không? Amen. Thật không? Amen. Amen. Chúng ta mạnh mẽ nha. Chúa nói là hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Amen. Amen. Chúng ta phục tùng Chúa, chúng ta tùng phục Chúa như thế nào thì chúng ta cũng phải tùng phục chồng như thế ấy. Amen. Và chúng nó là tùng phục chồng trong mọi việc.
trong mọi việc là như thế nào? Vấn đề bất cứ việc gì đúng là phải. Trong mọi việc. À, chúng ta nhớ rằng là người chồng đó là đầu phải không ạ? Chồng là đầu vợ. Và mọi công việc là người chồng phải kế hoạch và lãnh đạo. Phải vậy không? À, người chồng phải kế hoạch và lãnh đạo trong mọi việc. Amen. Thì mọi việc bày tỏ ra hàng ngày phải làm cái gì như thế nào thì vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi việc. Nhưng mà chồng đưa ra kế hoạch ngày mai đi làm chỗ này, vợ không nghe thì chắc là hỏng việc rồi. Phải vậy không? Nhớ là trong mọi việc, tức là nó lên là người chồng phải là người luôn luôn là chính trong mọi công việc, đứng đầu trong mọi công việc, tập kế hoạch ra mọi công việc, và đưa ra thì người vợ phải phục tùng chồng trong mọi việc. Amen. 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 Như Chúa cứu thế, thì chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế đầu hậu thánh, hậu thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể. Như hậu thánh tôn phùng Chúa cứu thế thì người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc, vì chồng là đầu vợ. Amen. Amen. À, nên vợ phải tùng phục, vợ phải tùng phục trong mọi việc. Amen. Amen. Như Chúa cứu thế là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể. À, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Chúa cứu thế của thân thể. Chúng ta biết ngày hôm nay tại sao có hội thánh? Tại sao là có hội thánh? Bởi vì Chúa cứu thế là đấng cứu thế của thân thể. Amen. Amen. Chúa Giêsu đến, Ngài thiết lập hội thánh. Ngài nói là ta sẽ thiết lập hội thánh ta trên đá này, có nghĩa là Ngài thiết lập hội thánh trên chính Chúa. Amen. À, mà Ngài đã hy sinh trên thập tự giá, Ngài đã chết vì hội thánh, và Ngài đã thiết lập hội thánh của Chúa đầu tiên cho đến bây giờ. Ngài là đấng cứu thế của thân thể, có nghĩa là tất cả những người trong hội thánh của Chúa là thân thể của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu là đấng cứu thế của thân thể. Amen. Mỗi một chúng ta là những con người được Chúa Giêsu cứu vớt, được Chúa Giêsu thanh tẩy bằng huyết của Ngài. Amen. Được Chúa Giêsu thành lập thành một hội thánh, có nghĩa là cả hội thánh, rất là nhiều người, cả hội thánh vô hình nữa và hội thánh hữu hình, rất là nhiều người nhưng mà là một thân thể của Chúa cứu thế Giêsu. Amen. 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 Và hội thánh tùng phục Chúa cứu thế Giêsu như thế nào thì vợ phải tùng phục chồng trong mọi việc. Amen. 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 Hội thánh của Chúa có tùng phục và Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu đã hy sinh, đã chịu đựng, đã chết vì hội thánh. Amen. Amen. Để thiết lập hội thánh thì hội thánh không thể nào gọi là chống lại Chúa Giêsu được, không thể nào không vâng phục được, nhưng mà phải vâng phục Chúa cứu thế, vì Ngài là Chúa cứu thế của thân thể, có nghĩa là Ngài là Chúa cứu thế của hội thánh. Amen. Không có Chúa Giêsu, nếu Ngài không đến, nếu Ngài không chết thay cho hội thánh thì hội thánh không được thành lập. Amen. Amen. Nên hội thánh ngày hôm nay có mặt là bởi Chúa Giêsu thành lập. Amen. Và Ngài thành lập hội thánh, và Ngài trở nên đầu của hội thánh. Amen. Amen. Thì hội thánh phải tùng phục Chúa Giêsu, không có cách nào khác hơn. Amen. Amen. Tùng phục tốt hơn là của lễ, đúng không? Amen. Sự vâng lời tốt hơn của lễ. Amen. Amen. Nên là hội thánh tùng phục Chúa có lẽ thế nào thì vợ phải tùng phục chồng trong mọi việc. Chúng ta nhớ là trong mọi việc nha. Amen. Mọi công việc. Bởi vì người chồng luôn luôn là đầu và có thể thiết lập mọi công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để mà làm việc, phải không? Thì người vợ hãy tùng phục chồng, chứ không phải là chồng đưa ra việc này, vợ đưa ra việc kia, rồi hai người cãi nhau, rồi cuối cùng là không thành cái việc nào cả.
Amen. Amen. Ở những người nữ. Amen. Sẵn sàng tôn phục chồng không ạ? Amen. Oh, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời nha. Amen. Nhớ là trong câu 33 thì nó nói rằng là mỗi người trong anh chị em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Amen. Một người mà tôn trọng chồng, kính trọng chồng thì người đó luôn luôn tôn phục. Amen. Trong mọi việc. Amen. 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 Ở những người làm vợ, các bà là như thế nào? Được vợ dựng lên để làm gì? Để giúp đỡ. Để giúp đỡ. Amen. Yeah. Không phải làm bà chủ. Amen. Amen. Không thể một gia đình có hai chủ. Amen. Amen. Phải vậy không? Amen. Nếu một nước có hai vua thì có được không? Amen. Một nhà có hai chủ có được không? Ai muốn làm chủ hết, không ai chịu phục ai cả, thì chúng ta biết được cái gia đình đó là thế nào rồi. Nên tôi nói rằng là hãy đứng vào cái địa vị của mình là một người vợ, là người giúp đỡ chồng, chứ không phải làm chủ để chồng. Amen. Mà thường những người vợ hay lái chồng, mà chồng mà không làm theo ý của mình nên là lầm bầm rồi khó chịu rồi la quát nữa, phải vậy không? Nên là nhớ rằng chúng ta là người vợ là phải tôn phục chồng trong mọi việc. Amen. Amen. Không phải là bà chủ ở trong gia đình. Amen. Không thể hai chủ trong một nhà. Amen. Amen. Nên chúng ta hãy tôn phục. Nhớ nha. Amen. Quý vị amen rồi mà về nhà mà không amen là không được hết. Amen. Đức Thiên là ngay bây giờ. Amen. Amen. Nhưng mà về nhà không hành động, Đức Thiên chết. Cuối cùng là chúng ta không có Đức Thiên để mà sống trong gia đình mà làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc được. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi thôi bây giờ qua ông chồng nha. Ở những người chồng hãy yêu vợ mình như Chúa có thể yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Ở những người làm chồng hãy yêu vợ mình như chính cứ Chúa có thể yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Nếu Ngài không hiến thân Ngài, không chết trên thập tự giá thì không có hội thánh. Amen. Amen. Nên Ngài yêu hội thánh đến nỗi hiến thân Ngài vì hội thánh, và hội thánh đã được thành lập. Amen. Amen. Thì mấy ông có yêu vợ như chính Chúa Cứu Thế yêu hội thánh không? Có không ạ? Tôi hay điếu hơn các bà rồi đấy. Ở những người đàn ông có yêu vợ mình giống như Chúa có thể yêu hội thánh và phó thân mình vì hội thánh không? Amen. Ồ, giờ mạnh rồi hả? Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu chết vì hội thánh để thành lập hội thánh, thì những người chồng cũng sẽ sẵn sàng chết vì hội thánh. Xin lỗi, chết vì vợ của mình nha. Tại sao Chúa Giêsu chết vì hội thánh? Bởi vì Ngài yêu hội thánh. Amen. Tại sao mấy ông sẵn sàng hy sinh vì vợ? Bởi vì yêu vợ mình. Amen. Vừa rồi có một cái câu chuyện, tôi đang giúp đỡ một gia đình, một hôn nhân bề mặt có gì rất là tốt, nhưng mà bên trong chồng vợ hình như không có tình yêu, và họ cứ cãi nhau. Chồng thì hơn thua với vợ, thì vợ thì kiện cáo chồng đủ mọi điều. Tôi khuyên, phải nói là tôi cũng nhiều lời lắm. Họ khuyên hình như là mình thấy mình vô vọng, thất vọng rồi, không biết là mình sẽ như thế nào trên gia đình này. Lúc đó mình phán một lời, quý vị biết lời gì không? Tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người đàn ông? Mấy ông có hiểu không? Ông Thánh này, tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người đàn ông không phải là người phụ nữ? Để yêu thân thể mình. Để yêu thân thể mình hả? Đúng rồi. Thân thể mình ở thân thể này gì? À, phải yêu thân thể này. Sinh ra là để yêu mình thôi. Yêu hội thánh là thân thể của Chúa, ý đi của à, em nói như vậy. Nghĩa đen, nghĩa bóng thì phải nói rõ ràng, chứ còn nói như vậy thì không ai hiểu được.
Ai có ý kiến mà tốt hơn? Làm chủ. Làm chủ không? Chúa dựng nên Adam đầu tiên và Chúa Giêsu trở thành là Adam cuối cùng. Amen. Chúa Giêsu sinh ra, đấng cứu thế sinh ra không phải là người nữ nhưng mà là một người nam. Amen. Và người nam là người dựng nên đầu tiên, người nam là vô cùng quan trọng. Amen. À, và Chúa Giêsu trở thành một người nam và Chúa Giêsu đã hy sinh và thiết lập hội thánh của Chúa. Amen. Và qua sự hy sinh của Ngài thì hội thánh được thiết lập. Ngài yêu hội thánh rồi Ngài tiếp tục làm cho hội thánh nên thánh. Ngài tiếp tục làm cho hội thánh của Chúa hoàn hảo, tuyệt mỹ. Amen. Nên Ngài không sinh ra là một người nữ. Amen. Nên hỏi những người đàn ông, chúng ta được khích lệ không? Chúng ta cảm nhận rằng mình là người đàn ông của Chúa Giêsu. Amen. Hãy đứng lên. Chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu có cãi với hội thánh không? Đó. Sao yếu quá vậy? Khi mà Chúa Giêsu đấm lên thập tự giá, họ la lên là đấm lên nó đi thập tự giá, đấm lên nó đi thập tự giá. Có người nói rằng là người đã cứu người khác bây giờ hãy xuống thập tự giá đi. Chúa Giêsu có cãi với họ. Nhưng mà Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ. Ngài như chiên con dẫn lấy hàng làm thịt, như chiên cấm trước mặt kẻ ớt lắm. Ngài không mở miệng. Amen. Amen. Ở những người làm chồng, quý vị có mở miệng khi vợ nó cãi không? Quý vị có yên lặng như chiên con dẫn lấy hàng lập thì chút, như chiên con dẫn lấy kẻ hất lông không? Hay là quý vị trở thành gia trưởng, quý vị trở thành cổ điển phong kiến theo phong tục tập quán, theo khu vực cách sống của một người đàn ông? Trong Chúa không có chuyện đó đâu. Amen. Không có phong kiến, cũng chẳng có trưởng cha gia trưởng gì hết. Amen. Phải là người giống Chúa Giêsu. Amen. Không có cãi với vợ. Tôi nói quý vị rằng có nên thoáng một lời là gia đình đó được giải quyết. Tôi giảng cho một bài xong, người chồng nói con làm theo lời của Chúa. Anh nhé. Amen. Tuyệt vời không quý vị? Amen. Quá tuyệt vời. Thánh Linh của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Amen. Amen. Không có gì khó cho Ngài cả. Bởi vì Ngài đã đánh toàn năng. Ngài phát một lời thì gia đình này hạnh phúc. Amen. Ngài phát một lời thì người chồng sẽ amen với lời của Ngài và có thể không cãi, chịu đựng, amen, kiên nhẫn, không mở miệng. Amen. Mà nếu có mở miệng thì xin cha tha cho họ vì họ có biết điều họ làm. Amen. 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 Quý vị đã từng cầu nguyện cho vợ mình như vậy không? Amen. Ở dưới đàn ông chưa được không? Nhiều lúc chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người bên ngoài, đúng không ạ? Họ chống đối, họ bắt bớ, họ làm đúng, xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Nhưng mà chúng ta quên rằng ở đây Chúa muốn sử dụng hôn nhân và hậu thánh. Amen. Chúa nói là đấy là một sự mô nhiệm. Chúa nói hôn nhân và hậu thánh, chồng là đầu, vợ là thân. Hậu thánh, Chúa là đầu, hậu thánh là thân. Amen. Và đây là điều mà Chúa so sánh và Chúa bày tỏ rất là rõ ràng. Chúng ta sống một hôn nhân tốt. Amen. Thì hậu thánh sẽ tốt. Amen. Chúng ta ai nấy cũng là một chi thể trong tâm thể mà. Amen. Chồng cũng là chi thể mà vợ cũng là chi thể. Trong tâm thể là hậu thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà chồng là đầu của vợ, như Chúa Giêsu là đầu của hậu thánh. Và hậu thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Chúa cứu thế của thân thể. Amen. Amen.
chúng ta vẫn còn có một cơ hội. Tôi và một số anh chị em cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn có cơ hội để thay đổi đời sống. Amen. Amen. Lâu nay không chết thì bây giờ chết. Amen. Amen. Nếu chúng ta chết thì người khác được sống. Amen. Phao Lô nó nói rõ, tuy vẫn sống nhưng mà Chúa đưa tôi vào chỗ chết để sự chết ở trong tôi và sự sống ở trong anh chị em. Amen. Nếu một sư không chết thì hội thánh sẽ chết. Amen. Nếu một sư sắc thì hội thánh sắc thì hai bên cãi nhau thì đến tan rã. Amen. Nhưng mà nếu một sư chết thì hội thánh sẽ sống. Amen. Và chúng ta chết luôn thì hội thánh tuyệt vời biết bao nhiêu. Chúa Giêsu vui mừng biết bao nhiêu. Amen. Nên hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như chính Chúa cứu thế yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Amen. Cái chỗ này là chỗ vô cùng quan trọng mà lâu nay là chúng ta không thật sự amen có lời Đức Chúa Trời, không làm theo lời Đức Chúa Trời nên vợ chồng cứ cãi nhau hoài. Ở đây có bốn ông đẹp trai có yêu vợ mình giống như Chúa Giêsu yêu hội thánh không? Tôi thì chắc là có đấy. Amen. Nhưng mà cái vợ thì nhiều. Như vậy thì nó phản tác dụng rồi. Amen. Chứ đó là hỏi những người nam thì sao? Hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện không? Cãi cọ và giận dữ. Amen. Như vậy thì chúng ta cứ cãi cọ và giận dữ thì vợ là sao nhỉ? Chúng ta dùng những cái câu cũng rất tốt cho hôn nhân. Những câu ca dao đó là chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi bất lửa suốt đời chẳng thêm. Hay đúng không ạ? Amen. Nhưng mà chúng ta lấy nó áp dụng và áp chế người vợ thì sao? Cứ giận dữ lên các vợ phải bất lời. Như vậy có đúng không? Như vậy nó cũng không đúng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là người chồng phải giống Chúa Giêsu, bởi vì người là đầu của vợ, cứ như Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, người chồng phải giống Chúa Giêsu, sẵn sàng nhịn nhục, nhân từ, amen, bao, amen. Chứ Chúa Giêsu mà không nhân từ, không nhịn nhục, không yên lặng, Chúa Giêsu mà lúc đó mà thịnh nộ lên trên thập tự giá Chúa thịnh nộ thì sao? Chắc chắn là dữ chết. Amen mà. Bởi vì họ lao lên tóc lên nó để tập người ra. Họ nói nhạo báng đủ mọi điều hết. Nhưng mà Chúa Giêsu có cãi với họ không? Không cãi. Nên hợp với những người chồng từ nay đến đi, quý vị có cãi với họ không? Sao không ai nói vậy? Sẵn sàng cãi với họ không? Hay là sẵn sàng nhịn nhục? Sẵn sàng. Nếu không mở miệng mà nếu không mở miệng thì xin cha tha tội cho vợ của con. Thì vợ con biết vợ con làm gì. Amen. Amen. Thì tôi nói rằng là những người vợ thì thôi rồi, yêu chồng, chồng mình quá tuyệt, hôm nay là chồng mình quá tuyệt rồi. Amen. Chứ còn không thì nếu hai bên cứ cãi tay đôi với nhau thì tôi nói rằng là cái hôn nhân đó chắc là cái gì đó, nó không ra cái gì hết và nó lộn xộn, nó mất hạnh phúc. Anh chị em muốn hạnh phúc không? Amen. Trong khi ông nói rằng là vì vợ là phải yếu, đúng không? Amen. 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 Yếu hơn ông chồng. Nên Chúa đã đặt vẻ người chồng là người đầu của vợ, là người chủ trong gia đình, là người cha, là người lãnh đạo trong mọi công việc. Amen. Amen. Nên là chúng ta giống Chúa phải nhân từ. Amen. Nếu còn cái tranh cãi với vợ hoài, cuối cùng rồi nó lờn đi rồi, ai nấy cũng muốn cãi ai, ai nấy muốn làm chủ hết trơn. Và chúng ta không thể lấy cái gia trưởng hay là cái phong kiến đó để áp chế vợ của mình là phải vâng phục, phải nghe, phải thế này và phải thế khác. Amen. Tất cả những điều đó bỏ đi, bởi vì chúng ta là người hộ thánh của Đức Chúa Trời chứ không phải là người của thế gian. Amen. Phải thay đổi đời sống. Và đặt lên cái tay tin của các ông và nói là Chúa ơi, con phải thay đổi. Từ nay trở đi con không cãi với vợ nữa. Nhưng mà con yêu vợ con, dù vợ con là kẻ thù, con yêu luôn kẻ thù. Amen. 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 Nhưng mà lúc nãy tôi nói với những người vợ là chúng ta không có làm chủ trong gia đình của mình và không có hai chủ trong một nhà. Amen. Amen. Hãy nhớ điều này nha.
không phải thấy ông chồng chị nhục rồi yêu thương rồi sẵn sàng hy sinh vì mình đó, thì mình tấn tới càng ngày càng tấn tới ngóng hướng nhỉ. Tôi nói rằng là Chúa có hiện diện trong hội thánh của Chúa. Amen. Chúa sẵn sàng hy sinh vì hội thánh. Và Chúa cũng sửa dạy hội thánh của Chúa. Amen. Thế không đơn giản đâu, rồi thấy ông chồng ông nhịn nhục càng ngày càng tấn nước lên nha. Không có chuyện đó đâu nha. Amen. Ở trên đời làm chồng hay yêu vợ như Chúa có thấy yêu hội thánh mà thiên thân ngài vì hội thánh để thánh hóa hội thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạn để thánh hóa hội thánh. Amen. Amen. Phải không? Không những là ngài chỉ hy sinh yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh mà thôi. Amen. Nhưng mà ngài thánh hóa hội thánh. Amen. Huyết của Chúa Giêsu có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm của anh chị em ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Rồi ngày về trời ngày ban thánh lên xuống để thánh hóa anh chị em làm thân thể hay chết của anh chị em sống lại. Amen. Và trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh thần của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em. Amen. Wow, vô cùng tuyệt phải không? Chúng ta nhớ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 không? Nói về bổn phận gia đình, bổn phận vợ và chồng đó. Cô tôi nhất đoạn 7 thì có nói như thế này nè. Câu số 13, 14. Nếu phụ nữ nào có chồng không tin Chúa nhưng người đó đồng ý sống với mình thì đừng bỏ chồng. Vì người chồng không tin Chúa nhờ vợ được thánh hóa và vợ không tin Chúa nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không phải vậy thì con cái anh chị em bị ô uế nhưng nay chúng nó vẫn thánh khiết. Chúng nó vẫn thánh khiết. Chúng ta hiểu hai câu kinh thánh này không? Ở đây có nghĩa là nó lên là hai vợ chồng có con cái nhưng mà một người thì tin Chúa, một người chưa tin, thì mình phân vân, mình không có biết được rằng là như vậy thì con của mình là được thánh hóa rồi không, là người thánh và chồng chưa tin Chúa hay là vợ chưa tin Chúa thì vợ không thánh, thì ăn nằm với vợ thì sẽ ra sao, rồi mình có bị ô uế không, rồi sinh con ra rồi có bị ô uế không? Đó là cái câu hỏi mà nhiều người họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng là mình đã được thánh hóa thì vợ mình cũng được thánh hóa. Amen. Dù là chưa tin Chúa. Amen. Amen. Hay là chồng mình chưa tin Chúa vẫn được thánh hóa, và khi có con thì con nó vẫn được thánh hóa. Amen. 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 Nên cái vấn đề thánh hóa là vô cùng quan trọng. Bàn thờ làm cho của lễ nên thánh. Amen. 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 Chúng ta là bàn thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thánh hóa thì người bên cạnh chúng ta là người phổ ngộ chúng ta cũng được thánh hóa, và con cái chúng ta sinh ra cũng được thánh hóa, nó còn sống trong sự thánh khiết. Amen. Amen. Nên cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta không lo nghĩ về vấn đề đó, không có phân vân, không có khó, rất là khó chịu về con cái chúng ta sinh ra như thế nào. Amen. Con cái chúng ta sinh ra nó vẫn được thánh hóa và nó vẫn là một người thánh khiết trước mặt Chúa Trời. Amen. 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 Nên chúng ta phải thánh. Amen. Chúng ta không thể nào trở nên ô uế được. Amen. Amen. Muốn người khác được thánh hóa, ở đây nó là một cặp vợ chồng, nhưng mà khi nghe Chúa thì một người tin, một người chưa tin, chứ không phải là đi lấy một người chưa tin. Amen. Chúng ta nhớ điều này nhé. Không phải là chúng ta tin Chúa rồi là đi lấy người cho tin rồi để thắng hóa họ. Khi chúng ta có Chúa được thắng hóa, đi lấy người chưa tin là chúng ta không có phục Đức Chúa Trời. Amen. À, nhưng mà hai vợ chồng khi lời Chúa được rao giảng, chồng hay là vợ chưa tin, chỉ có một người tin mà thôi, thì bởi sự thắng hóa của mình và vợ hay chồng của mình là con cái của mình cũng được thắng hóa. Đó là lời của Chúa Trời. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bởi vì đền thờ tiếng của lễ được thánh hóa, chứ không phải của lễ làm cho bàn thờ thánh hóa nha. Chúng ta cảm ơn Chúa. Như vậy thì Chúa nói rằng là hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa được thánh hóa bởi Chúa cứu thế Giêsu.
Amen. Amen. Để thăng hóa hậu thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo. Chúng ta được bắt tên bằng nước. Chúng ta ở trong đạo của Chúa, trong lời của Chúa. Và chính Chúa Giêsu thánh hóa hậu thánh của Ngài. Amen. Khi chúng ta đã được thanh tẩy, khi rơi nói rằng là hãy hối cải, ai nấy hãy ăn năn chịu pháp bắp tên để được tha tội mình, rồi nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Chúng ta làm phép bắp tên, chúng ta cũng được tha tội. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu thánh hóa chúng ta. Amen. Quý của Ngài thánh hóa chúng ta để định ra cho chính Ngài một hội thánh quang minh, không tì hố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và hoàn mỹ. Amen. Amen. Ngài thánh hóa hội thánh của Chúa, rồi Ngài làm đầu hội thánh, rồi Ngài làm cho hội thánh của Chúa toàn mỹ, có nghĩa là đẹp mọi sự. Amen. Đẹp tất trọn vẹn. Amen. 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 Chúa. Thì hỏi những người làm chồng, hãy nói với vợ mình, em rất đẹp. Nhưng mà không phải nói mà thôi nha, nhưng phải hy sinh, phải chịu đựng, phải giúp đỡ, dạy dỗ, để rồi vợ mình ra đây tuyệt đẹp. Amen. 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 Thấy vợ anh có đẹp không? Đẹp. Tuyệt vời đúng không? Amen. 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 Hãy nhìn vợ mình. Tôi nói với các con nè, vợ mình mà không đẹp á là do các con á. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu đến, Ngài chết cho hội thánh và Ngài làm cho hội thánh tuyệt mỹ luôn. Phải không? Ngài hy sinh làm cho hội thánh tuyệt mỹ, tuyệt đẹp. Còn ông chồng mà không làm cho vợ đẹp thì là sai, là do ông chồng đó, chứ không phải là do vợ đâu. Amen. Nhiều lúc mà làm cho người vợ trở thành là một cái người luôn luôn cào nhào nhăn nhó rồi đủ mọi điều hết, nó nhìn vào là không đẹp chút nào. Phải không? Thì là có ý gì? Em có cái cân cấn ở chỗ này, thưa mục sư, mình yêu thân thể thì yêu, mà khổ cái em cứ nghĩ là coi như là vỡ từ cái cổ nó xuống, mà cái cổ thì nó quay đi đâu thì mình đi đấy thì cũng hơi khó. Đấy thì có em có cái ý vậy. Đó là cái câu nói của người ta, chứ không phải Chúa nói như thế. Amen. Có nhiều người nói là vợ là cái cổ, chồng là cái đầu, là cái cổ quay đâu là chồng bắt theo. Bây giờ nè, tôi đang đứng đây tôi nhìn quý vị đó. Nhưng mà tôi quay, là cái đầu tôi quay, thì cái thân thể tôi cũng phải quay. Chứ không phải là cổ nó lái mà được đâu. Amen. Amen. Thì cái đầu tôi quay, thì cái cổ nó phải quay theo. Thì Chúa dựng nên chỗ này có một cái khớp. Amen. Có thể quay trước, quay sau, cúi xuống, đứng dậy được, bước lên được. Amen. Cái đầu là vô cùng quan trọng nha. Đừng để cái cổ nó lái. Amen. Sao cổ lại? Amen. Để định ra cho chính Ngài một hội thánh vinh quang, không bế, không nhân, không chi, giống như vậy là thánh thật, không rửa rách được. Người nữ ấy là ai? Người nữ ấy là ai? Hiện ra như rạng đông, tinh sạch, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, khác nào các vì sao, đáng sợ như các vì sao. Amen. Why? Người nữ ấy là ai? Chính là hậu thánh. Amen. Chính là những người vợ. Amen. 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 Người nữ ấy là hậu thánh của Chúa Giêsu, cũng nói lên là người vợ của những ông chồng. Amen. Amen. Nên hãy khen vợ. Mỗi lần mà vợ mà nó cào nhào, nó nhăn nhó lên, ông nhà em có duyên thật, em đẹp thật, phải không ạ? Và nếu người vợ có vấn đề gì á, anh giải cứu bà vợ luôn. Amen. Có nhiều người nói với mục sư ấy, dạy hôn nhân với mục sư, à, tôi mà dạy hôn nhân là tôi giải cứu tinh bừng luôn. Bởi vì sao? Có kẻ thứ ba. Amen. Amen. Có một kẻ thứ ba, đó là Phaolô nói rằng là hãy giữ mình kẻo ma quỷ cám dỗ trong lúc anh chị em không thiện mình. Phải không? À, ở đây trong đoạn 7 thì ông nói như thế này:
chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, và vợ cũng phải chu toàn nấu bổn phận với chồng. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng chồng có quyền, và chồng cũng không có quyền trên thân xác vợ mình, nhưng vợ có quyền. Vợ chồng không nên từ chối ăn nằm với nhau, trừ khi hai người đồng ý kiên một thời gian để chuyên tâm cầu nguyện, rồi sau đó hãy trở lại với nhau như cũ để khỏi bị quỷ Satan cám dỗ khi anh chị em thiếu tự chế. Amen. Amen. Như vậy thì hai vợ chồng nhớ nè, chồng là của vợ, vợ là của chồng. Amen. Hiểu nhau. Amen. Như hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là thân thể đầu của hội thánh. Thì như vậy thì Paulo nói rằng là kẻo bị Satan cám dỗ khi chúng ta không tự chế. Thì tôi giải cứu một người trẻ, quỷ nó lên nó nói: con này nó yêu mấy Chúa lắm, tập phá nó, tập phá nó, tập không cho nó hội Chúa, tập cản nó đủ thứ. Ở này làm gì nữa, tập phá hôn nhân của nó luôn, làm cho hôn nhân của nó rối loạn, không có hạnh phúc. Nghe không ạ? Có một kẻ thứ ba trong hôn nhân của anh chị em, rình mò anh chị em như sư tử không, nó muốn phá hôn nhân. Mà hôn nhân không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc thì xã hội loạn lạc. Còn ba quỷ đã từ đầu tiên ta đã phá hôn nhân gia đình của Adam Eva rồi, mà làm cho thế giới loài người ở trong tội lỗi và đau khổ chết chóc, không có hạnh phúc chút nào. Ngày hôm nay ta đã được cứu rồi. Amen. Chúng ta đã được cứu rồi, chúng ta phải tuân thủ luật hôn nhân gia đình, và chúng ta phải là người chồng tốt, là người vợ tốt. Amen. Phải bóp một lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể chấp nhận lại lời của Đức Chúa Trời. Để chúng ta chấp nhận lại lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ để cho Satan nhân dịp cám dỗ chúng ta. Vì bà vợ làm cho ông chồng phải rất là cực nhọc, bởi vì thân thể của mình đâu phải là của mình đâu, nhưng mà là của chồng mà. Amen. Và thân thể của chồng không phải là của chồng, nhưng là của vợ mà. Amen. Thì câu này là quản lý được nè. Chồng quản lý thân thể của vợ, vợ quản lý thân thể của chồng, bởi vì nó là thân thể của mình mà. Amen. À, và ở đây nó là không từ chối ăn nằm với nhau. Amen. Thường thường mấy bà mà giận rồi rất là từ chối, cho ông rất là khốn khổ luôn. Phải vậy không? Phải không? Kinh nghiệm điều đó không? Có không ạ? Amen. Amen không? Amen. Có không? Nhưng mà chúng ta amen với lời Đức Chúa Trời là chúng ta không làm thế nữa. Amen. Có vẻ amen to lên chứ. Chỉ có một trường hợp là khi thiên nhiên cầu nguyện là ngưng. Amen. Tìm kiếm Chúa, thiên nhiên cầu nguyện là ngưng. Rồi sau đó là gì? Chúng ta trở lại với nhau, tiếp tục, và đừng để ma quỷ từ cơ hội cám dỗ chúng ta. Amen. Kẻ thứ ba là vô cùng quan trọng. Nhiều nơi trong hội thánh của Chúa tôi thấy được, tôi đi giải cứu và tôi kinh nghiệm rất là nhiều về cái kẻ thứ ba này phá hội thánh của Chúa. Nhiều đồng bào người dân tộc miền cao, họ sống với nhau, hai vợ chồng ngủ với nhau, nhưng mà tối họ thấy là có người thứ ba ngủ nữa. Mà nhiều cặp như vậy không phải là một cặp, hai vợ chồng ngủ có người thứ ba, và kẻ đó là kẻ lưng của tài lực, thật là kinh khủng. Nó xúi dục, nó làm cho vợ chồng theo ý muốn của nó, và nhất là những cái nơi mà theo cái hủ tục đó, là khi cô dâu cưới chồng thì phải ngủ với ông thầy cúng trước, là ưu tiên, rồi sau đó thì mới được cưới chồng. Và khi mà chồng vợ họ sống với nhau thì có kẻ thứ ba là, bởi vì chúng ta biết là những người thầy cúng, thầy pháp, những người mà gọi là thầy bo đó, là quyền đầy giấy quyền lực, đầy giấy các tầng, và nó xâm nhập vào hôn nhân của mình, và làm cho hôn nhân của mình nó đau khổ,
đáp ứng đủ mọi điều hết. Nó ô uế, nó bất khiết, không còn thánh khiết. Nhưng mà cảm tạ thì Phaolô kêu lên rằng là ai thể cứu tôi ra khỏi thân thể hay chết nè. Cảm tạ Đức Chúa Trời và Chúa của thể Giêsu. Amen. Chúa của thể Giêsu đến và làm cho thân thể chúng ta ra khỏi những công việc chết, ra khỏi thân thể hay chết, và chúng ta trở thành một thân thể thánh khiết và là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải là một người thật sự giữ sự thánh khiết, giữ thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Thế giới này có kẻ thứ ba là Satan. Amen. Nhưng mà đối với Cơ Đốc nhân là những người tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời nhìn tất cả, nhìn biết tất cả cái hôn nhân, cái gia đình của chúng ta. Amen. Ngài biết tất cả vì Ngài đã còn chi, Ngài biết tất cả, Ngài đã còn năng, Ngài làm được tất cả mọi sự, Ngài còn tại là Ngài đang ở, Ngài đang ngự trong đời sống của chúng ta. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu được Chúa của chúng ta làm được chúng ta như thế nào, và nếu mà Ngài hiện diện ở đó thì chúng ta không thể nào không vâng phục được. Đúng không quý vị? Không thể nào không vâng phục được. Cảm ơn Chúa. Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân. Chồng yêu vợ là yêu chính bản thân mình. Chẳng có ai ghét bản thân. Trái lại, nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Chúa có thể cũng nuôi dưỡng, chăm sóc hậu thánh như vậy. Amen. Chồng nuôi dưỡng, chăm sóc vợ mình như Chúa có thể nuôi dưỡng, chăm sóc hậu thánh như vậy. Amen. Amen. Nên những người chồng chúng ta không phải là nhờ đỡ vợ, cái vợ làm nuôi mình, nhưng mà phải là người chủ chốt. Đương nhiên là hai vợ chồng cũng phải làm, đúng không? Nhưng mà chồng là chủ chốt trong mọi công việc. Amen. Và nuôi vợ mình, và che phủ cho vợ mình. Amen. Cũng dạy dỗ, nuôi dưỡng, làm đúng mọi điều để vợ mình trở nên tươi đẹp. Amen. Vì chúng ta là các phần của thân thể Ngài, vì lý do này đàn ông sẽ lìa cha mẹ một cái gì với vợ mình và cái hai trở thành một thân. Quyền nhiệm này thật vĩ đại. Tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Tuy nhiên, mỗi người trong anh chị em yêu thương vợ như chính bản thân mình, và còn vợ thì phải kính trọng chồng. Ở đây Chúa nói rằng là đây là một điều mầu nhiệm. Amen. Quyền nhiệm này thật vĩ đại. Sự mô nhiễm này là vĩ đại vô cùng. Giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh, Ngài là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể của Ngài, là một sự mô nhiễm vĩ đại. Và chúng ta biết là cái sự mô nhiễm vĩ đại có nghĩa là lớn lao vô cùng. Không có cái sự mô nhiễm nào mà lớn lao bằng Chúa Cứu Thế và Hội Thánh, cũng như thân thể của chồng và vợ. Chồng là đầu và vợ là thân. Amen. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 nói về sự mầu nhiệm đó là đã giấu kín từ các thời trước. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Trời sử dụng thánh linh mặc khải cho các tiên tri thánh, các sứ đồ thánh của Ngài. Phải không ạ? Để bày tỏ ra cái sự mầu nhiệm này. Và sự mầu nhiệm này trong câu số 5, số 6 đó là chính Chúa Giê-xu là sự mầu nhiệm. Amen. Trong các thời kỳ trước giấu kín người ta không hiểu được, nhưng mà qua Chúa Giêsu đến và qua Chúa Giêsu chịu chết, qua Chúa Giêsu sống lại và qua Chúa Giêsu thiết lập hội thánh của Chúa, và Ngài về trời, Ngài ban thánh linh đến để tiếp tục thiết lập hội thánh của Đức Chúa Trời và chăn dắt hội thánh của Chúa. Đây là một cái sự mầu nhiệm lớn lao vô cùng, vĩ đại vô cùng. Cái sự mầu nhiệm này là chính Chúa Cứu Thế Giêsu làm cho cả dân loại và dân Do Thái trở thành một thân thể, trở thành một hội thánh để cùng hưởng lời Chúa. Amen. 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 Cả dân Do Thái và dân ngoại trở thành một thân thể là hội thánh và để cùng hưởng lời Chúa hứa trong câu số 6. Amen. Amen. Đây là sự mầu nhiệm mà các đời trước người ta không biết được, không hiểu được. Nhưng mà từ khi Chúa Giêsu sinh ra, từ khi Thánh Linh giáng xuống và Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ và các tiên tri, họ giảng cho hội thánh của Chúa và hội thánh của Chúa biết rõ rằng là Chúa Giêsu là đầu của hội thánh.
Chúa Giêsu là đấng chết vì hội thánh, yêu hội thánh và thiết lập hội thánh và nâng đỡ hội thánh và dạy dỗ hội thánh, nuôi sống hội thánh và làm cho hội thánh càng ngày càng tươi đẹp qua thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Để chờ đợi cha mẹ đến. Amen. Ngày hôm nay chúng ta biết được cha mẹ sắp đến rồi. Câu chuyện của Ismael và Isaac đánh lộn với nhau hoài à? Hamas đánh với Israel và ngày hôm nay cái xác thịt của chúng ta nó cũng đánh lộn với chúng ta luôn ấy. Bạn bè nó cũng tranh giành quyền lực ấy. Lâu lâu thì xác thịt nó cũng trỗi dậy, muốn làm quyền, muốn làm chủ. Mà nếu tâm linh của chúng ta không mạnh mẽ, chúng ta không làm chủ nổi bản thân của chúng ta để xác thịt nó trỗi dậy, chúng ta thấy dân Israel càng ngày mà yếu đi cái sự kính sợ đến Chúa Trời, thờ lại thần tượng, thì Chúa dùng những dân tộc xung quanh nó đánh họ từ lại, đúng không? Nên mỗi khi tâm linh chúng ta yếu xuống, xác thịt nó trỗi lên và làm cho chúng ta gặp nhiều hoạn nạn và nhiều tay luôn, nhiều khốn khổ. Amen. Xác thịt sẽ dẫn đến sự chết, nên chúng ta phải là người thuộc linh. Amen. Phải là người thuộc linh, phải là người của Chúa Giêsu thật sự. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Amen. Ai ở trong Chúa có thấy Giêsu là như thế. Amen. Amen. Vợ hay là chồng ở trong Chúa có thấy Giêsu thì được dựng nên mới. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta quá tuyệt vời. Chúng ta hay ở trong cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó là một cái sự cao siêu của chúng ta đó. Biết được rằng là nếu Thánh Linh không bày tỏ, chúng ta không hiểu nổi sự cao siêu đó, nó vượt qua sự hiểu biết trong tâm trí của chúng ta. Đó là cái sự mầu nhiệm mà Chúa nói trong tinh thần. Nên hội thánh của Chúa, chúng ta phải là người thật sự hiểu được cái sự mầu nhiệm qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh không hiểu mọi sự cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, chúng ta biết hôn nhân và hội thánh được Chúa sử dụng và so sánh, đây là một cái sự mầu nhiệm vĩ đại. Amen. Một sự mầu nhiệm vĩ đại. Hãy suy gẫm, hãy mở con mắt tâm linh chúng ta ra, hãy amen có lời Đức Chúa Trời, phải sống đúng như điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Người chồng và em vợ và hiến thân mình vì vợ như Chúa có thế yêu hội thánh và hiến thân mình vì hội thánh, và vợ thì phải vâng phục chồng trong mọi việc. Amen. Và chúng ta cũng biết được cái kẻ thứ ba, đó là Satan luôn luôn tìm mò chúng ta và luôn luôn cám dỗ để phá hôn nhân, phá hạnh phúc, phá gia đình chúng ta, phá kinh tế của chúng ta, phá tất cả những điều mà chúng ta làm. Amen. Nó là kẻ thứ nhất và hủy diệt. Nên hãy rất cẩn thận về kẻ thứ ba này. Amen. Và chúng ta hướng về Chúa, nhờ cậy Chúa, mời Chúa luôn luôn hiện diện ở trong đền thờ này, ở trong hội thánh của Ngài, để rồi kẻ thù phải chạy trốn, chứ không phải chúng ta sợ kẻ thù. Và chúng ta luôn luôn nhìn vào kẻ thù, lúc nào nó cám dỗ, lúc nào nó tấn công, không phải là như vậy. Có thể hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì kẻ thù nó phải chạy trốn. Amen. Nó phải chạy trốn. Amen. Và chúng ta biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng ta luôn luôn có nghĩa là chúng ta sống trong sự thánh khiết công chính. Amen. Sống trong sự khát khao. Amen. Khát khao giữ Chúa luôn trong cuộc đời của mình. Amen. Có một mối thông công trò chuyện với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để rồi Ngài bày tỏ cho chúng ta mọi lúc mọi nơi. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hết lòng cầu nguyện cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nói với Chúa, con cần được thay đổi, con tin vào lời của Đức Chúa Trời, con cần được thay đổi, con sống đúng với lòng một người vợ, sống đúng với lòng một người chồng, không để ma quỷ mà. Cảm ơn Chúa. Ôi, chúng ta đến với Chúa chứ không? Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta dùng một phút, chúng ta cùng nghỉ. Hãy làm công việc. Chúng ta phải thanh tẩy tất cả những công việc của tâm trí của Chúa. Những người ông có những tính gia trưởng là phong kiến cai trị, chúng ta không phải là cai trị nhưng mà là tôn thứ, sẵn sàng giống như Chúa Giêsu của mình, và người vợ thì phục tùng chồng trong mọi việc. Hallelujah. Và những người vợ, những người chồng trong thuộc linh, trong thuộc linh,
ta biết được rằng là ai là những người thuộc linh hơn chúng ta sẽ dẫn dắt gia đình của mình. Nói về thuộc linh, chúng ta là người giúp đỡ dẫn dắt gia đình của mình để gia đình của mình được phước, được biến đổi, phong phục. Những người không có chồng, chúng ta hãy mời thánh linh của Chúa lãnh đạo chính mình, gia đình của mình và ban phước qua chính đời sống của mình, rồi con cái của gia đình của mình. Chúa nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời của kẻ mồ côi người qua cuộc. Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Chúng ta không thiệt thòi khi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.